Good morning. Xin chào buổi sáng nha, và xin chúc tất cả mọi ngày lễ Noel vui vẻ hạnh phúc nha. Thì ở đây Lộc có những cái hình ảnh của từ năm ngoái cho tới năm nay trong gia đình và những bạn bè và những fan hâm mộ đã gặp qua Lộc, có một vài người đã gặp qua Lộc cho nên chụp hình lưu lại để làm kỷ niệm. Cho nên Lộc đăng lên đây cũng là để làm kỷ niệm cho năm qua. Hơn năm nay cũng coi ra hơn năm rưỡi rồi, năm rưỡi Lộc coi như là gần 2 năm Lộc đã đứng lên cai nghiện, đã từ hồi khoảng 2-3 tháng nữa là đúng 2-3 tháng nữa là đúng 2 năm nhé, 2 năm rồi. Coi như là những kỷ niệm đã chẳng trôi qua, đã trải qua và cuộc trải nghiệm của trong đời của Lộc, thì Lộc lưu vào đây để làm kỷ niệm, và cũng mong rằng các ông bà cô chú anh chị em tiếp tục ủng hộ cho gia đình Lộc nha. Lộc rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời bắt đầu lạnh quá rồi, ra ngồi xe mà đóng băng cho nên phải ngồi cho sưởi ấm một chút xíu cho xe nó tan đá, tan băng đóng trên xe. Sáng sớm nên đi Lộc đi làm cho nên phải ngồi chờ vài phút cho nên có thời gian tâm sự cùng với cô chú anh chị em của mình chút xíu, và đã làm những cái clip, những cái hình ảnh của từ năm ngoái cho tới bây giờ. Có không có nhiều nhưng mà chút định để lưu lại làm kỷ niệm nhé, mà cô chú vào xem. Còn đây là những hình ảnh từ lúc mà bên Hằng về đây, tôi thấy ngày nay đó là những hình ảnh của từ năm ngoái đó, lúc là gặp birthday với Hằng đó, có cái hình ảnh của Hằng với Lộc chụp ngày birthday của Lộc đó. Rất là thương nhớ lời này là có mình con Thấm lúc mà về nhà bên Thấm rồi đó, lúc mà 1-2 tháng đầu là tấm hình của Lộc lúc ngày trong gì đó, những trong trường học với Hằng. Còn đây những gì lúc mà Lộc về Cali họp mặt với những anh em trong gia đình Hằng để chung vui họp mặt đó. Còn đây là tấm hình của Lộc ở trên, tấm hình của anh Thành, thấy ông ốm mà anh già dễ sợ luôn, giờ nhìn nó đỡ một chút đó. Lúc này Lộc còn lúc mà nhớ còn cái liều đó không đó. Đó, cái liều của Hằng lần đầu tiên Hằng đem tới là bữa sau Lộc đốn tiêu rồi. Cái này là lúc mà còn trong nhà của Hằng, lúc mà Lộc nhận tiền. Những cái hình ảnh đó Lộc còn nhớ rất là kỹ. Này Lộc phần Lộc qua lần thứ hai Hằng đi thăm Lộc đó. Và những hình ảnh như vậy, người kỷ niệm rất là sâu sắc đối với Lộc, người đẹp, người yêu của mình đó. Người yêu và chụp hình rồi. Chụp chung với nhau trong bên nhà anh Tâm nè, vừa rồi cái này là chụp hồi tối hôm qua đi chơi về chụp, rồi ngồi chơi vui, chụp cho vui để những kỷ niệm của mình vậy đó, để lại lưu lại. Rất là nhớ, rất Thấm rất là đẹp luôn đó nha. Người yêu á không giỡn đâu nha, tính tình rất là tốt, Tâm rất là tốt. Còn cái hình này là mới bữa là Lộc đi tặng bông cho ngày lễ Christmas đó, đó tặng bông cho người yêu trong tiệm đó. Người yêu cười mới cỡ quá trời. Đây là những hình ảnh cũng là Lộc mới vừa đăng hôm qua, đăng lên hình đó, đặc biệt cái hình này lại được cũng là làm kỷ niệm trong năm qua để làm lại. Mấy đứa nhỏ, dẫn đứa nhỏ đi chơi nè, hai đứa nhỏ, cái đứa bé này giờ đeo kiếng rồi, nhìn nó không thấy đường, nó ngồi dưới lớp nó không thấy chữ, cho nên cô giáo về rồi đưa đơn về đó bắt mình làm, cho nên làm kiến cho nó rồi. Đó là con đứa bé kia cũng là nhỏ áo xanh, cũng là Annie luôn, hai đứa tên Annie hết đó, là bạn của ý không phải con của bạn của Thấm, tên Trang đó, Trang Nơ đó, hai đứa rất là dễ thương luôn á, ngồi chơi với nhau giống hai chị em vậy á. Kỷ niệm ngồi chụp hình dẫn nó đi chơi. Hôm qua cái clip mà Lộc mới đăng nè. Rất là vui luôn. Có nhiều hình ảnh như vậy. Merry Christmas tất cả trong bà cô chú anh chị em mình nha. Vui vẻ. Những gì
năm qua đã trôi qua rất là, đối với Lộc thì rất là tốt, với Lộc rất là nhiều kỷ niệm, có nhiều thứ khó quên trong đời của Lộc, cũng như là những hằng thấm hai người phụ nữ rất là khó quên trong cuộc đời của Lộc. Thấm đã đem lại cho Lộc rất là nhiều thứ cho hiện tại và tương lai, người đã hy sinh cho Lộc cũng rất là nhiều. Vẫn còn nói tới ông bà cô chú anh chị em của mình đã chung tay dìu dắt Lộc, động viên Lộc, cổ vũ Lộc những nhiều thứ lúc đầu cho tới hôm nay. Còn nhiều thứ Lộc học hỏi rất là nhiều trong thời gian qua, khi mà từ trong trường cho tới ngày hôm nay, nhiều thứ Lộc phải học hỏi từ nơi các bạn đã gửi gắm tới, những tình thương, những lời yêu thương đã gửi đến cho Lộc đó, và gia đình Lộc và Thấm. Lộc rất là cảm ơn, rất là quý mến những bà cô chú anh chị em của mình đã gọi, có nhiều người gọi điện thoại tới từ bên Việt Nam cũng có, từ trên tất cả các nước bên Âu Châu cũng có gọi tới động viên Lộc, nhắn tin cho Lộc rất là nhiều, và nhất là những người mấy anh chị mấy cô mấy bác đã mua khô của Lộc, còn vừa mua vừa tặng. Rất là cảm ơn những cái hình ảnh, những cái chúc định đó, những cái thứ đó Lộc rất trân quý, bởi vì như vậy mà Lộc mới cố gắng hơn, là tốt hơn. Em bé đi học được học giỏi, được bằng khen á, được cái huy chương của trường á, học giỏi á, được học ở trường được cái này là ngay ngày lễ gì đó Lộc không nhớ nữa, mà vô trường nó có đồ chơi, nó cho phụ huynh phải vào trường để có mặt lại cho bé nó vui đó, tại vì cha nó không có đây, cho nên là Lộc phải thế cha phải đi vào là cũng công việc như vậy. Mẹ thì bận công việc làm, cho nên chỉ có mình Lộc rảnh rỗi thì Lộc chạy đi làm đo đát và thăm chơi với nó, chụp hình để làm kỷ niệm trong trường học của nó đó. Phải có phụ huynh mặt lúc mà Lộc còn ở nhà cũ nè, này còn ở nhà cũ lúc mà năm ngoái là Lộc chụp hình với em bé này. Thấy thương không, nhỏ xíu giờ chị lớn dễ sợ luôn á, lành lớn và lành dễ sợ luôn đó. Rất là tươi luôn, nhìn mặt tươi luôn á, mẹ hai mẹ con đẹp, rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp luôn á. Này rất là vui đó, những hình ảnh như vậy khó kiếm, là những cái kỷ niệm mình khi mà mình nhìn lại những cái quá khứ của mình á. Từ lúc trước khi còn dưới suối đó, thì mình nhìn lại những như vậy, mình sẽ có những cái cố gắng, những cái động viên, động lực để cho mình có cái gì đó trong tâm của mình, trong cái tim của mình, và mình cố gắng. Cũng như trường hợp của Lộc rất là đặc biệt, những anh em chị, không phải riêng mình Lộc, là nhưng mà những người gặp khó khăn, những người anh chị em vô gia cư mà được như Lộc có cơ hội có những hình ảnh như vậy thì sẽ cố gắng hơn, sẽ động viên, động lực, có cái gì đó trong cái tâm của mình, cái tim của mình ghi nhớ và để mình cố gắng thường xuyên. Còn lúc này là bữa cá mình này là mình ở nhà anh Tâm đó, nhà bạn đó, chơi rồi lưu lại những cái hình như vậy chắc là vui. Đó, người đẹp á, giống gái 18 dễ sợ. Rất là đẹp luôn. Ở người ảnh đi, coi đi đâu mà tìm những hình ảnh như vậy, đi đâu mà được những hình ảnh như vậy mà để mình có cố gắng hơn trong cuộc sống của mình, để tìm những hạnh phúc, những cái thứ vui ở trong đời, để lấp vào những cái quá khứ đã dị vãng không tốt của mình, thì mình thay thế và mình cố gắng hàng ngày chăm lo cho vợ con. Hy vọng rằng cuộc đời của Lộc sẽ được may mắn, sẽ là có nhiều phát triển hơn để làm lại cuộc đời trong những ngày sắp tới đây. Và cũng còn mong rằng những anh chị em đó, những anh chị em vô gia cư á, sẽ nhìn vào và thấy và cố gắng những hình ảnh như vậy để cho họ có thêm động lực, động viên họ để họ
cố gắng là làm lại cuộc đời, cũng tội cho Hằng. Thấy rất là dễ thương luôn đó, chứ đâu phải dở chứ cười. Rất là vui những hình ảnh này, rất là dễ thương luôn, quá là dễ thương luôn đó nha. Thế tội nghiệp quá trời. Này là những hình ảnh này lúc còn ở nhà cũ đó. Đó, người yêu nữa nè, đấy. Rất là đẹp. Thì những hình ảnh này là đi chung với anh Ngọc với lại gì đó, đều quan tâm được. Đi chơi chung nè, đi du lịch, đi biển đồ chơi, đi Florida đồ chơi đó. Cái đó, cho mình lưu lại. Thúy với lại nè, đi ra biển nè, nở hai người đi ra biển chụp hình. Ở biển Cát Trắng, đi ra biển Cát Trắng bên Florida, đi bên đó vào cái khu biển Cát Trắng này chơi. Mm-hmm.